Cháu cứ nghĩ là cái khung hộp sọ của mình nó là cứng, nó mãi mãi nó định hình như thế, không bao giờ thay đổi được. Thế mà nắn chỉnh chỉnh như thế mà mới bây giờ có, nó mới khung có của nó tròn phút. Nhiều lắm rồi. À, cái mặt cháu tròn quá nhiều luôn rồi. Mặt cháu đã khác rồi, đầu nó cho đỡ bẹt rồi. Bây giờ là mình bây giờ là mặt cân hơn. Mà bây giờ mình chỉ cần tỉa lại một tí nữa thôi. Đây mới là chỉ có thoáng qua có vài phút thôi, còn cái liệu trình nó còn tiếp diễn đấy. Không ngờ luôn. Đấy. Chưa làm tí mặt nào. Nhưng mới mà làm đầu, cái đầu khung đầu của mình cảm giác nó dài dài mà nó cân cân nhỉ. Thế mới là trung trướng. Thế mới là trung trướng thì các mọi người ở đây. À đây cháu đây, cháu đây. Cháu đây, cháu đang trung trướng đấy. Hôm nay là bố cháu lại gọi ra bảo cứ để cho cháu làm thêm cái răng nữa. Tại vì là cháu vẫn tiếc chứ. Cháu vẫn tiếc. Cháu vẫn dài nỉ bố là với bố ơi, bố đầu tư cho con thêm. À khôn nhỉ. Tức là muốn thì phải thể hiện, phải phải khao khát mãnh liệt thế. Bây giờ cháu mặt như này là cháu đã thích lắm rồi. Cảm ơn cô Vân. Lúc trước là cái răng nó bị xá xuống một bên là mặt nó méo. Cứ nó kéo theo từ trên đầu là hết vẹo vọ luôn cả người. Bây giờ mà làm là khác làm mà được 5 buổi nhá là coi như là cả người nó ngót đi bao nhiêu. Nó cháu vẫn muốn nay là cháu nài nỉ bố. Này, nhưng mà cháu biết không, cháu là người về truyền lửa cho bố tuyệt vời và bố đã quyết định ngày mai bố đi học. Đấy, bảo bà ghi danh cho tôi, mai tôi đi học là được rồi. Thấy con gái bảo ở nhà vợ ông là cũng nhiều vấn đề sức khỏe nên đi học về chữa cho cả vợ cả con và cả bản thân mình luôn. Đó. Đấy, cái này ai sung sướng. Đây này, từ tận Buôn Mê à, từ con tung về đây. Hôm qua là lên xe luôn ô tô. Đấy là đi một ngày trời, một ngày đêm nó đầu ra đây. Vừa đến đây lúc buổi trưa này, xong phải chứng kiến là làm cho bao nhiêu người đúng không? Người nào sướng. Bây giờ bản thân mình làm mình thấy cái đầu mình nó tròn nè, rồi cái mặt. Trước này em phải chụp lại cái hàm của chị rồi, răng một bằng đi về đằng này, một ở răng dưới đi về đằng kia. Bây giờ làm xong đã khá rất là nhiều rồi. Cảm ơn chị Vân nữa. Không có chị Vân là không có biết cô Hải Vân. Vâng, chia sẻ. Vâng, rồi chúc mừng tất cả các chị em. Nghe thì bác là như hôm nọ gọi điện đúng không? À đây, đúng rồi, cái hôm mình gọi điện đây, chị Thảo là học viên ngày xưa từ học diễn chẩn đấy. Cái sau là coi như từ năm 2012 đến bây giờ. Ngay khi thấy mình livestream nó bắt đầu mới bắt đầu đến ạ. Thì cuối cùng là người này là người là bị ngồi trên xe đi giao gạch cái xe công nông ấy, thế là nó phanh gấp một phát, thế là phi luôn, ẹp một phát này. Cuối cùng cái mông nó oằn, ta là oằn về một bên. Hôm qua phải kéo, trời ơi. Ăn bộ đồ bè ấy nữa. Nhìn thấy cái này. Đó. Đấy, thế còn nào mà bé Hà thì lại cũng đấy từ năm 2007. Đấy, 2007 bây giờ cũng qua livestream bắt đầu là cũng lại biết đến và lại quay trở lại. Rất là tuyệt vời. Bây giờ lát nữa là Hà là sẽ cô sẽ làm cho nữa thì tất cả mặt mũi nó hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ con lúc trước bảo nó cứ bó cứng đau hết cả lưng cổ gáy thì các thứ đó. Nhưng mà làm xong ít phút là lắc cái lưng vài cái đã thấy khác. Chia sẻ một hai video thì xong rồi cháu nghe cháu thấy thích. Thế là cháu quan tâm, cháu cứ xem hết video này đến video khác. Rồi cuối cùng là quyết định là rủ chị Quyên là đến đây. Hai chị em cùng có ý nghĩ là đến đây để trùng khớp với nhau như thế. Cô thì cũng nghĩ là 15 năm mà nghiên cứu mà tìm tòi nó cứ đưa mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và thấy thực sự là cái chữa cho ai người ta cũng sung sướng đầy vơi như này. Thế thì mình cũng nghĩ nó thực sự như là một món quà vô giá mà cuộc sống đã trao tặng cho mình. Và những ai biết đến là điều quá may mắn. Thế thì muốn lan tỏa cái điều tốt đẹp này với cộng đồng, đặc biệt là ở trong cái mùa Covid này, thì mọi người khi mà học được để tự chăm sóc cho mình, cho gia đình mà để không phải nhiễm vào, đấy là một cái thắng lợi lớn. À, thế nên là rất là vui khi ngày hôm nay chia sẻ với mọi người. Và ngày mai là đã vào cái chương trình học rồi, khai thẳng giúp khóa 96 vẻ đẹp tập thông liệu pháp và nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng đôi bàn tay. Các bạn nào mà mong muốn để đón nhận những điều tuyệt vời này thì sáng ngày mai 8:30 sẽ có mặt ở tại số 86 ngõ 156 Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chúng ta vào cuộc và chiến đấu. Yeah.